các bác cô chú anh chị nhé. Chà, lạnh lạnh kinh khủng luôn. Miền Bắc đang rất là lạnh các bạn. Là đợt lạnh nhất trong từ đầu mùa rét đến bây giờ. Thực sự lạnh, thực sự rất là lạnh. Rét, gió. Không có mưa mấy nhưng mà mấy hôm trước có mưa phùn mà bây giờ rất là lạnh. Lạnh tái tê luôn đấy. Loanh quanh đâu đấy hơn 10 độ một xíu các bác. Đấy thì hôm nay xin phép làm cái cây này phục vụ các bác cô chú anh chị yêu cây, chia sẻ cùng các bác cô chú anh chị nhé. Một cây xanh quê cũng hoàn thiện rồi. Dáng thì là dáng đổ ôm chậu nhé, dáng ôm chậu đấy. Thì cũng có một lần cắt và quay cây này rồi. Thì hôm nay tôi xin phép tiếp tục chỉnh dăm và làm cho nó tán nó chỉnh chu hơn các bác nhé. Đấy, thì các bác theo dõi xem nhé. Một cây xanh rất là già, cũng là một dòng nghệ thuật, dáng dấp nghệ thuật, thân cốt cũng rất là hiện đại bây giờ đấy các bạn. Đấy. Ok, các bác theo dõi nhé. Thực sự rất lạnh đó. Nó có gió này là cảm giác lạnh rất nhiều. Đấy. Xoay hai mặt đều được quá. Xoay hai mặt đều ok. Lực lệch không hình quá các bạn. Từ nãy giờ cứ quay ra kia. Nó đây thì đang định tút toàn bộ lá là khoai răm nhưng mà lạnh quá. Thôi. Lá nó cũng đang rất là ok, dày dặn. Đẹp thì để lại cho nó ấm cúng các bạn ạ. Cây xanh quê nhé. Các xem có thể xem từ dưới lên. Nó rất là già các bạn, rất là già, tận chi răm. Đấy thì mặt nào cũng thể chơi được các bạn. Đây mặt này thì đổ ôm vào chậu ở phía này, mặt này thì ôm vào chậu phía này. Thì lần trước tôi cũng có định thay đổi một chút là chỉ để một bên thôi, nhưng mà là để một bên và cắt một bên, nhưng mà có vẻ không khả thi. Để này thì cũng có một cái nét riêng, chơi được cả hai bên. Đấy, còn mà cắt đi thì chắc tích tắc là cắt là bay thôi. Đấy, cái chính là có tận dụng có cái ý tưởng gì mới không, chứ cắt đi thì nhanh lắm. Đấy các bác, có vẻ lên hình thì nó hơi khó nhìn, nhưng mà là nhìn thực tế các bác chắc sẽ thích cái này. Tán đây, đây. Đấy, vì nó là cái mini mà nó đang, tôi đang chưa tuốt lá các bác, thì các bác nhìn vô hình nó hơi khó, nhìn cái đường chạy của nó. Đấy, các bác hình dung đây, tam giác lệch đây. Đấy, cái ôm chậu, thân cốt của nó rất là hay các nhá. Đấy, nu nó dàn với nu như vậy các nhá. Đấy, ok, cảm ơn các bác. Chuyển sang một cây xanh quê nữa, trời lạnh làm hai cây xanh quê các bác nhá.